Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại lên cái kênh BTV và hôm nay chúng ta lại giao lưu với một bạn trẻ và nó rất là tài năng. Bạn là giám đốc của thương hiệu Hiroshi và Hiroshi. Và bạn có thể cho mọi người biết họ tên của bạn nè, tuổi của bạn nè, đã có gia đình chưa, hoặc là nếu mà chưa có gia đình thì đã có bồ chưa? Bạn có thể cho mọi người biết ạ. Chào tất cả mọi người, mình là Nguyễn Hà Minh Quân, hiện tại là giám đốc công ty cổ phần Hiroshi chuyên về mỹ phẩm làm đẹp. Mình năm nay 26 tuổi và hiện tại thì vẫn chưa có người yêu. Ok, tại chưa có người yêu. Bạn có dự định là chừng nào có vợ chưa? Khoảng mình hiện tại thì cũng nói chung là cũng đang trong cái giai đoạn cũng đang mong muốn tìm kiếm một người nào đó đồng tư duy, đồng chí hướng để cùng nhau đi lên. Ok, vậy là chưa có cái dọn deadline luôn. Vậy thì bạn là dân tỉnh hay dân Sài Gòn, bạn có thể cho mọi người biết chút. Mình thì là dân gốc Bình Phước. Bình Phước ở trên rừng á, nhà mình gần rừng với lại gần núi Bà Rá. Ai lên Bình Phước thì sẽ biết núi Bà Rá. Nhà mình gần đó. Thực sự là một người dân tỉnh về Sài Gòn khởi nghiệp đúng không? Dạ. Thì một cái câu chuyện đặt ra ở đây á là chúng ta ở tỉnh mà. Tuổi thơ chúng ta ở tỉnh, mọi thứ ở tỉnh, mối quan hệ chúng ta ở tỉnh. Mà lại lên Sài Gòn khởi nghiệp nghĩa là sao? Tại sao không ở tỉnh cái gì mà lại lên Sài Gòn khởi nghiệp? Thật sự ra cái câu chuyện khởi nghiệp của mình đó thì mình từ năm lớp 7. Cái năm lớp 7 là một trong những cái năm mà nó đánh dấu cái giống như là đánh dấu cái suy nghĩ của mình rất là lớn, là năm đó tại vì nhà mình thì đông anh em tới năm anh chị em lận. Nhưng mà các bạn biết là ở quê mà năm anh chị em mà để đi học được thì ba mẹ tốn rất là nhiều tiền. Nhưng mà ba mẹ thì chủ yếu là trồng cây công nghiệp nhưng mà có được có một mùa, tại vì là trồng điều mà, nên là hết một mùa là không có gì, hầu như không có gì thu hoạch luôn. Nên là cái thời gian đó mà các bạn có một cái lần mà mình đi học về là mình thấy là mẹ mình phải tại vì năm anh chị em vô học mà khoảng tháng 9 á, nhiều khi là không có tiền, nên là nhiều khi phải bán cả chó nữa. Nên là sau đó về mà thấy mẹ bán chó, tại vì con chó đó mình rất là thương. Nhưng mà sau đó mẹ bán chó thì giống như là mình ngồi mình buồn dữ lắm. Và sau đó lên năm lớp 8 á, thì mình thấy là có cái bài Lão Hạt bán chó, sao mình thấy sao nó giống nhà mình quá. Và lúc đó mình mới có suy nghĩ một điều là mình làm sao là để sau này mình không giống như bố mẹ mình, nghĩa là mình phải làm gì đó để mình thoát ra được khỏi cái hoàn cảnh hiện tại. Nên đó là một trong những cái mà đặt cái dấu ấn đầu tiên để mình mong muốn mình thoát lên để mình có hướng đi lên. Tại sao bạn chọn Sài Gòn là cái vùng đất khởi nghiệp của bạn? Để vô được cái Sài Gòn này thì câu chuyện của mình cũng rất là gian nan. Nghề của mình học đó là về nghề nông nghiệp, và sau đó thì mình đi làm ở dưới Đồng Nai á. Và khi làm cho Đồng Nai thì mình làm cho các công ty của tập đoàn nước ngoài hoặc của Mỹ với là Hà Lan á. Thì lúc đó mình ra trường năm 2012 á, thì cái thu nhập của mình cũng khá là cao. Các bạn nghĩ mà ra trường mà thu nhập với mức thu nhập là khoảng 15 triệu á, tại vì làm cho một công ty thức ăn gia súc thì khá là ok. Nhưng mà khi mình đi làm á, các bạn có nhiều lúc mà mình cảm giác là mình mong muốn có một cái gì đó, làm một cái gì đó cho riêng mình. Tại vì khi mà nhiều khi á, là phải thức sớm khoảng 6-7 giờ mà vô trong những cái trại heo á, vô trong những trại heo xa mà ở trong rừng á, và nhiều khi mà vô mà người ta cũng không có gặp mình đâu, và nhiều khi người ta đuổi mình luôn á, tại vì những ông chủ đó rất khó gặp. Nhưng mà bản tính của mình á thì mình lại thích làm những cái gì nó khó. Và khi mà sau một khoảng thời gian là khoảng và có những cái lúc mà mình đi làm á là phải về khoảng từ trong rừng á, từ trong những cái trại heo rất là xa mà về là khoảng 7-8 giờ tối luôn á, mà nhiều khi cũng sợ thật, nhưng mà mình cứ nghĩ là mình đang phải trải nghiệm để mình có những cái kiến thức vào đời, và sau đó để mình làm cho mình một cái công việc gì đó riêng hay là một cái sự nghiệp gì đó riêng. Rồi sau đó thì mình cũng may mắn là cũng gặp một số anh chị cũng đi học những cái khóa học và hướng dẫn cho mình, và thấy các anh chị thì cũng kinh doanh về cái mảng về mỹ phẩm á, về mỹ phẩm làm đẹp á. Thì mới đầu bản thân mình là một thằng con trai, các bạn biết đó, người ta kêu là con trai bán mỹ phẩm thì sai, quá sai rồi. Nhưng mà có một cái là mình khi mình làm á là mình là một người rất hay phân tích. Nhưng mình làm mình nghĩ là như nếu một cái sản phẩm mỹ phẩm á, mà bán á, thì lúc mà kinh tế đi xuống á, thì có thể bán được không, và lúc kinh tế đi lên á, có thể bán được không, hoặc là cái sản phẩm đó nó bán được ở đâu, ở thành phố hay là nông thôn. Thì lúc đó mình suy nghĩ rất là nhiều về những cái dòng sản phẩm mỹ phẩm, và cũng may mắn là gặp những anh chị đó hướng dẫn thêm á, thì mình thấy là cái hướng mà phát triển về những cái sản phẩm mà thảo mộc thiên nhiên á, là một trong những cái hướng rất là ok. Và khi mà mình phải tại một thằng con trai mà đi học những cái lớp mà chuyên về làm đẹp, bạn chưa thấy đâu, vô hả, như lớp 30 người á là chỉ có mình là nam, mà vô toàn nhìn nữ không, và nhiều khi người ta nhìn mình với một cái ánh mắt rất là kỳ thị luôn đó.
Thì trong khoảng thời gian năm 2013 thì mình bắt đầu mình đi học những cái lớp như vậy, tại vì mình xác định là sau này mình sẽ kinh doanh những cái dòng mỹ phẩm, nên mình cái điều đầu tiên mình mong muốn là mình có kiến thức trước. Và sau đó tới tháng 8 năm năm 2016 á, là năm ngoái, thì mình mới nghỉ bên ngành than gia súc để mình dấn thân vào mình kinh doanh về về mỹ phẩm. Thì khi mà nghỉ á, thật sự ra lúc đó cũng không dám nói ba mẹ, tại vì lúc đó thu nhập của mình hơn 1.000 đô rồi, tại vì thu nhập bên đó rất là ok. Thì bản thân mình muốn là có một cái sự nghiệp riêng cho mình nên mình nghỉ. Và khi mà cái quãng đường mà khi mà anh làm về mỹ phẩm á, nó cực, giống như là người ta nói là nếu mà con gái mà bán về mỹ phẩm thì nó dễ, mà con trai á bán về mỹ phẩm là nó khó kinh luôn. Tại vì sao? Tại vì nhiều khi á, người ta có nhiều đứa bạn mình nó nói kêu mày có bị bê không mà sao thấy mày đi bán mỹ phẩm suốt vậy. Thì bản thân mình thấy vậy nè, là quan trọng là cái đó mình làm nó hợp, người ta hay nói là hợp đạo á, hợp đạo với lại hợp đời á, thì ok mình làm, miễn sao luật pháp cho phép thì ok. Và quan trọng là nó đem lại cho mình một cái thu nhập. Và cái giai đoạn đầu mà khi mình đi làm á, là mình gặp những cái vấn đề như là mới ra mà nhiều khi là cái vốn thì cũng đâu có nhiều đâu, và nhiều khi có những ngày mà nói nhiều khi không phải kể chứ, có những ngày mà một ngày ăn chỉ có 2 gói mì gói thôi. Tại vì lúc đó làm sản phẩm nhiều khi là có những mẻ ra nó không có được giống như ban đầu, nó không có giống được giống như là cái yêu cầu của mình ban đầu, nên là nhiều khi là phải bỏ luôn, và nhiều khi bỏ một phát là mất đi một số tiền cực kỳ nhiều luôn đó. Và sau đó thì nhiều khi ăn mì gói là cái chuyện bình thường luôn. Và nhiều khi mình đi học ở trên Beijing á, nhiều khi mình nói chứ nhiều khi mà mình đi học chỉ có đúng 20.000 để đổ xăng thôi, mà lên đó đâu ai biết đâu, lên vẫn cười vui này nọ kia và cầm theo sản phẩm. Cầm theo hồi trước là cái sản phẩm của mình là bịch này nè đó, cái bịch túi zip này nè, mình cầm theo sản phẩm là mình lúc đó mình nào cầm theo 5 bịch hết trơn, kêu là làm sao làm ít nhất là phải bán được 5 bịch này hết. Nhưng mà cũng may mắn sau đó lên là cũng cũng hầu như là cũng bán được hết. Và hầu như những lần mà cái giai đoạn từ tháng 3 năm 2017 vừa rồi á, cho đến khoảng tháng 6 năm 2017 á, là mình đi học trên trên Beijing rất là nhiều, và hầu như lúc nào cũng cầm sản phẩm theo. Tại người ta kêu là muốn ăn thì phải 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 lăn vô bếp, nhưng mà giờ muốn kiếm tiền thì phải lăn ra đường thôi, thì phải đi đi những cái chỗ như vậy. Và nhiều khi mình đi bán mỹ phẩm á, tại vì con trai mà, nhiều khi đi bán mỹ phẩm nhiều khi là bị người ta nói nhiều lắm. Ngay cả những ông sếp cũ của mình nó điện thoại kêu trời ơi mày ngày xưa á, mày làm á là lương mày hơn 1.000 đô mà bây giờ mày bán mỹ phẩm được nhiêu lắm. Nhưng mà bản thân mình nghĩ thế này, tại vì á, ba mẹ mình thì năm nay là 61, ba mình thì 58 rồi, mình nó cũng mong muốn là sau này cho ba mẹ mình đi du lịch nước ngoài á. Nhưng mà nếu như mà mình làm công việc kia thì hầu như cũng nhiều khi cũng cũng rất là khó. Và bản thân ba mẹ ở quê mà, các bạn cũng biết là ở quê thì nhiều khi là cái suy nghĩ của ba mẹ mình thì không không được giống như 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 cái thời trẻ của mình. Nên là cái cách mà báo báo hiếu tốt nhất thì mình làm sao để mình tốt trước đã, mình tốt thì sau đó mình mới giúp được cho ba mẹ mình. Chứ còn mà bây giờ nhiều khi là nhiều người kêu là tại sao nhà mày có đất như vậy đó, sao mày không về mày phát triển đi, nhưng mà về thì mình không có kiến thức, mình không có kỹ năng, và mình không có những cái môi trường để mình phát triển thì mình sao phát triển được. Và nhiều khi ba mình á, nhiều khi mình đi về ba mình hay nói là mày làm sao làm, đừng có làm những cái gì liên quan đến 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 pháp luật được rồi, tại vì ba nhiều khi ba cũng rất là sợ. Mà mẹ mình thì tại vì mẹ thì hay nói nhiều, nhiều khi mày hồi trước kêu mà bán mỹ phẩm á, mẹ kêu trời ơi mày hết chuyện rồi, mày đi bán cám lương quá trời luôn, bây giờ hết chuyện đi làm mỹ phẩm mà. Và làm cái này chắc chắc được vài bữa thôi. Nhưng mà tính tới nay thì mình làm cũng được 8 tháng rồi. Và cũng may mắn thì trong thời gian mình đi học về kinh doanh ở bên trên Ninh á, thì mình học được rất là nhiều kỹ năng, cả về đàm phán, cả về xây dựng đại lý. Thì ngày hôm nay thì mình cũng có được một cái hệ thống đại lý ở phủ được 6 tỉnh miền Đông, và cũng được gọi là có một cái khoản thu nhập khá khá. Và nhiều khi mà nhớ lại cái khoảng thời gian đầu mà để đi đi làm để rồi đi trải nghiệm để khởi nghiệp đó, thì thật sự ra nó không hề đơn giản thế nào đó là. Cái câu chuyện của bạn Trương, của bạn Quân, các bạn thấy là nó đưa cho các bạn đến, các bạn thấy phải quyết định, phải chiến đấu, phải với chính chính cho mình đúng. Những cái ngày tháng mà ăn mì tôm là những cái ngày tháng mà nói là quý nhất trong trong cuộc đời. Tại sau này các bạn á, bây giờ tới giai đoạn của Quân là mọi thứ bắt đầu nó chạy nè, muốn ăn mì tôm cũng không được nữa. Bạn rồi những ngày tháng mà lăn ra đường, các bạn biết cầm, các bạn thấy nghe bạn Quân nói không? Chúng ta cầm từng cái bịch để chúng ta biết rằng chúng ta bán cái bịch đó chúng ta mới sống được ngày hôm nay. Đúng chính xác luôn các bạn, cái đó là đúng chính xác của người khởi nghiệp. Và chúng ta vẫn không bỏ cuộc các bạn, cái quan trọng là không bỏ cuộc. Chứ còn mà trong túi không còn tiền đâu, cầm năm cái bịch nó bán được về nhà bỏ cuộc, cái chuyện đó nói gì.
cái chuyện bỏ cuộc nó dễ lắm, cái chuyện không bỏ cuộc mới cái chuyện mà bỏ cuộc là cái chuyện mà dành cho những người mà không bao giờ ra cái nghiệp, còn chuyện không bỏ cuộc mới là cái chuyện rất là tuyệt vời. Vậy thì bạn Trương có thể chia sẻ cho mọi người là cái điều gì trong em á mà em lại khăng khăng là làm mỹ phẩm va chạm với con gái rồi đủ thứ á, mà lại thậm chí đúng mà hồi nãy nghe em kể cái chỗ mà đi vô học cái lớp 30 người, cứ mình con trai, nhiều lúc người ta nghĩ mình đây được cái điều gì và em lại chọn mỹ phẩm mà lại là cái lĩnh vực liên quan tới con gái mà bao nhiêu người nói mà em cũng không có bỏ, cái đó là cái gì? Quay lại một tí là khi mà mình đi làm về thức ăn gia súc á, thì lúc đó là mình làm về thức ăn gia súc thì giao dịch với khách hàng khá là nhiều, tại vì những cái trại lớn thì giao dịch hợp đồng khoảng vài trăm triệu không à, nhưng mà muốn giao dịch được hợp đồng thì giai đoạn mình đi làm về thức ăn gia súc á, thì làm với lại gặp những khách hàng rất là lớn, là những ông chủ trại không, toàn những chủ trại mà người ta có trong tay khoảng vài chục tỷ là chuyện bình thường, nhưng mà muốn ký được một hợp đồng với người ta thì các bạn biết là phải nhậu. Tại vì cái văn hóa của cái kinh doanh của Việt Nam mình mà lúc mình giai đoạn đó mình đi làm á, là nghĩa là kinh doanh là phải nhậu. Mà mình có cái thật sự ra là nhà mình thì nấu rượu nhưng mà mình không uống rượu được. Mà nói ra không ai tin. Nhưng mà khi mà mình uống á, có những cái lần mà mình uống á, là mình chạy từ ở trong những cái trại heo về á, là nhiều khi là giống như là xém 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 chết ngoài đường luôn á. Và những lúc đó mình bị xong là mình sực tỉnh lại kêu là trời ơi, không lẽ tối ngày mình cứ đi làm cái việc này sao, và một ngày nào đó mình bị một cái vấn đề gì đó thì ai sẽ là người lo cho mình, và cái nguyên cả cái khoảng thời gian sau này sẽ như thế nào. Và lúc đó mình đặt cái vấn đề là thôi bây giờ không gặp những ông đại lý nữa mà gặp những bà đại lý. Thì sau cái thời gian mà khoảng 5 năm, đa số là mình làm việc với lại chủ yếu là bà đại lý không à, thì mình cảm giác là làm việc với là phụ nữ lại dễ hơn so với lại nam giới. Ở đây mình không phân biệt, nhưng mà mình cái cảm giác của mình làm việc là mình thấy như vậy đó. Thì khi mà mình chọn mỹ phẩm thì mình cũng chọn cái tiêu chí đầu tiên là cái sản phẩm đó làm sao mà được nhiều người tiêu dùng, nghĩa là kinh tế lên thì cũng bán được mà kinh tế xuống cũng phải xài, thì mỹ phẩm là một trong cái như vậy. Và nó được một cái hay là làm ngành mỹ phẩm không nhậu, nên cuối cùng nhiều người hay nói là mình thằng này nó chắc nó bê bê hay sao đó. Nhưng mà thật sự là mình khi mình làm việc với lại một số công ty nước ngoài thì mình rất là ấn tượng về cái phong cách làm việc của họ, là không có chuyện ăn nhậu trong đây, và họ quan trọng về cái vấn đề là công việc làm sao cho nó hài hòa như có thể. Và đó là một trong những cái mà mình đã chọn mỹ phẩm. Cái định hướng của mình nó xa hơn đó, từ 10 đến 15 năm đối với cái ngành mỹ phẩm mà mình hiện tại mình đang đi chuyên về thẩm mỹ. Vậy là bây giờ chúng ta lại biết cái câu chuyện này, tránh nhậu, trốn nhậu nên đi làm mỹ phẩm à, rất là tuyệt vời. Bạn chia sẻ một chút xíu là cái giai đoạn khó khăn nhất trong khởi nghiệp là cái nào, và cái cách làm sao để bạn chiến đấu, để bạn vượt qua. Hồi nãy bạn cũng đã nói rồi, nhưng mà dĩ nhiên là cái nó có những giai đoạn khó khăn và bạn bạn phải chiến đấu với chính mình biết bạn phải chiến đấu với chính chứ mình thực sự là không ai giúp được mình, thậm chí ngoài người kia họ không giúp, họ chỉ cần một lời họ đồng viên, mà họ thành đồng viên họ đem họ đi chửi không à, thì cái chỗ mà mình thắng được chính mình đó, để mình vượt qua được, để mọi thứ nó ngon nghẻ, bạn kể cái giai đoạn đó. Khi mà đi làm á, thật sự ra là khi mà chuyển qua bán mỹ phẩm á, lúc mà mình làm bên ngành thức ăn gia súc á, thì cái doanh số của mình một tháng á, là khoảng 1-2 tỷ là chuyện bình thường. Nhưng mà khi mà mình chuyển qua một cái ngành mới á, cho dù mình đã đi học những kiến thức về cái ngành này được khoảng 3 đến 4 năm rồi, nhưng mà gặp một cái vấn đề là cái giai đoạn đầu bạn biết là cái sản phẩm thì do mình tự làm ra, tại vì mình đi học những cái lớp như vậy thì người ta sẽ hướng dẫn về cách làm về sản phẩm, nhưng mà để một cái sản phẩm mới mà tiếp cận với khách hàng đó là cực kỳ khó. Và mình á, các bạn thấy là ngay cả cái tên sản phẩm thôi, là mình đặt là cái tên là bột tắm, cái sản phẩm đầu tiên của mình hồi trước nè, là một cái túi zip nè, là bột tắm thảo mộc dưỡng da nè, mà cái văn hóa tắm của người Việt Nam á, nó không tí là văn hóa tắm thì không bao giờ người ta xài cái dạng bột, người ta chỉ sử dụng về bông là nhiều. Nhưng mà khi mình thấy thế này là nếu như mình tắm với sản phẩm về về những cái dòng mà thảo mộc thiên nhiên á, như chẳng hạn ví dụ là bạn đi làm về các bạn đang rất là mệt nè, hay là các bạn đang bị stress công việc nè, khi mà chúng ta tắm với những cái sản phẩm mà thảo mộc á, các bạn tự nhiên cảm giác nó rất là relax, nó cảm giác rất là dễ chịu.
Và lúc đó mình chỉ nhìn vô một cái vấn đề là hiện tại Việt Nam nó chưa nhiều về cái dòng sản phẩm này. Và mình thì mình cũng hay đọc một số cuốn sách. Và cái cuốn sách đầu tiên của mình đọc đó là cuốn Nghĩ Giàu Làm Giàu của Napoleon Hill. Thì trong đó nó có một cái câu chuyện, mà câu chuyện đó, chính cái câu chuyện đó sau này nó nguyên cả một khoảng thời gian sau này mình, khi mình gặp khó khăn mình chỉ nhớ đến câu chuyện đó là cách vàng một sợi tay. Thì các bạn có dịp các bạn nên đọc về cuốn Nghĩ Giàu Làm Giàu của Napoleon Hill. Cái nội dung câu chuyện là nó là cái việc gì bạn làm á, cho dù khi mà nó cực kỳ khó khăn á, thì chắc chắn bạn đang đạt đến được cái thành công của nó rồi. Thì khi mà làm về mỹ phẩm cũng vậy, có những lúc á, sản phẩm mới mà, như chẳng hạn là nhiều khi bán đâu ai dám mua đâu. Nhiều khi không phải nói nghe hơi kỳ chứ cho người ta không thèm lấy luôn á. Nhưng mà có một cái là mình, cái bản thân mình rất là tâm huyết, tại vì nó giống như là một cái đứa con của mình vậy đó. Khi mình làm về sản phẩm này coi như nó như là một đứa con vậy đó. Và tại vì lúc đầu á, mình bị vướng một cái vấn đề là mình không có nhiều kiến thức về kinh doanh. Mình không nhiều kiến thức về kinh doanh nên là bị là không biết là bán cái sản phẩm này cho ai. Nhưng mà sau một khoảng thời gian á, là cũng chạy da chóc dãy là khoảng 3 tháng rồi ăn mì gói các kiểu, rồi xong rồi nhiều khi nhịn đói luôn á, nhiều khi có nhiều ngày mà phải nhịn đói luôn á. Thì lúc đó cái trong mình là cái nỗ lực á, cái khao khát bên trong nó cực kỳ lớn, nó cứ thôi thúc là nhiều khi là bị là thôi bây giờ dừng lại đi. Nhưng mà cái bản thân của mình á, thì nó bên trong nó cứ thôi thúc là bây giờ làm sao làm là phải bán được cái sản phẩm này. Trước mắt là làm sao bán được để ngày hôm đó có tiền để sống trước đã, rồi sau đó để phát triển sau. Thì khi mà dần dần mình bán được á, thì mình cảm giác bắt đầu nó tăng cái niềm tin của mình lên. Nhưng mà cái là nó khó ở cái chỗ là khi mà ra khởi nghiệp á, và đặc biệt mình là con trai bán mỹ phẩm, nó gia đình phản đối kịch liệt luôn, anh chị em rồi bạn bè rồi sếp cũ gần như là mọi người quay lưng lại. Và trong cái thời gian đầu mình bán không có một người nào gọi là quen biết mua cho mình hết trơn. Nhưng mà cái là khi mình đi học những cái lớp kinh doanh á, thì vô đó toàn mấy anh chị mua ủng hộ rất là nhiều, nên là cũng rất là may mắn. Thật sự ra khi mình đi làm mình cảm giác là mình may mắn nhiều hơn, và một phần của mình là nỗ lực thêm nữa. Thì nên là nói tới khó khăn thì nhiều khi là nó cảm xúc nó lên dữ lắm. Tại sao bạn lại bạn chọn là cái sản phẩm về thảo mộc? Câu hỏi này rất là hay, và rất là nhiều người mình hỏi câu hỏi này. Thì khi mà mình đi làm về nông nghiệp á, thì mình thấy thế này: Việt Nam mình hiện tại có cái gì mạnh? Nông nghiệp mạnh, nghĩa là nông nghiệp của mình không phát triển nhưng mà nông nghiệp của mình nó nhiều. Thì mình quay qua là một số nước về, như chẳng hạn là châu Âu hay là Mỹ hay là một số nước gần bên mình á, thì họ cái nền nông nghiệp của họ tập trung rất là nhiều. Và hầu như á, khi mình học một cái lớp của một cái thầy người nước ngoài á, thì thầy nói vậy nè: những cái gì á mình cần trong cuộc sống nè, thì ngoài thiên nhiên nó có hết trơn á, quan trọng là mình biết đem về hay không thôi. Nên là khi mà nói về làm đẹp á, thì giống như bình thường là chúng ta vẫn ăn rau cỏ hàng ngày, nhưng mà chúng ta ăn làm sao để nó hợp lý, thì nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng rồi mọi thứ vitamin để cho giúp nó làm đẹp hơn. Và mình cảm nhận vậy nè, khi mà mình nghĩ là các bạn cũng sẽ có cùng cái cảm nhận với mình, là khi mà các bạn đang bị một cái vấn đề gì stress á, các bạn đi biển nè, các bạn đi rừng nè, hay là ra ngồi với là một con suối hay là nước chảy thôi, tự nhiên các bạn cảm thấy nó nhẹ nhàng liền. Thì đó là một trong những cách mà mình chọn về sản phẩm về thiên nhiên, tại vì nó gần với cuộc sống và nó dễ đi vào lòng người hơn. Và sản phẩm gần như là cái giống như là hầu như là ai cũng sử dụng được, trẻ em cũng sử dụng được, người lớn cũng sử dụng được, rồi người mang thai cũng sử dụng được. Và cái tính cái về cái độ an toàn nó cao, nên đó là lý do để mình chọn. Mọi người mà muốn làm đại lý cho bạn, hoặc là họ muốn mua họ dùng, thì họ phải như thế nào đây? Các bạn quan tâm về vấn đề là muốn làm đại lý hay là muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm của mình á, thì có thể là truy cập website là làmdẹpthảomoc.com, hoặc là trên mình có cái fanpage là hiroshi.vn á, hiroshi.vn, hoặc là trên kênh YouTube của mình là có cái kênh là Mỹ Phẩm Hiroshi á. Thì đó là những nơi mà chúng có thể gặp mình trực tiếp và có thể là trao đổi sâu hơn. Tức là người nước ngoài, nhiều Việt kiều ở nước ngoài họ liên hệ được không? Câu hỏi này thì thật sự rất là hay. Mình đợt vừa rồi thì mình cũng may mắn là trong cái hệ thống đại lý của mình á, thì có một bạn, bạn này tiếng Anh thì thật sự cũng chưa tốt, nhưng mà bạn kiểu bạn kiên trì á, bạn kiên trì bằng luyện tiếng Anh hàng ngày, thì bạn có những cái đơn hàng, hiện tại là có đơn hàng qua Mỹ với lại đơn hàng qua bên Hàn. Thì bán chữ là Việt kiều, mình là chính Việt kiều mình bên đó, thì cũng theo cái con đường là mình cũng định hướng là sau này sản phẩm của mình sẽ bước chân ra chơi lại thế giới.
Nhưng mà cái cách mà bên mình định hướng tới là mình sẽ nhắm tới cái Việt kiều ở bên đó trước để họ xài, giống như là cái hàng xách tay vậy đó, giống như là các bạn thấy nhiều khi người ta xách tay bên kia về thì người ta cũng có thể xách tay ở Việt Nam qua bên đó, và khi người ta có thể xài được thì người ta cảm nhận. Và một cái rất là hay là người Việt của mình rất là hay ủng hộ hàng của người Việt Nam, và đó là một trong những cái mà mình cũng đang nhắm tới. Vâng, giờ là các bạn Việt kiều mà xem đoạn video này là các bạn cứ mạnh dạn liên hệ với bạn Quân. Bạn Quân có chia sẻ chút xíu là ra khởi nghiệp chúng ta có cần phải có kiến thức về kinh doanh không, và làm sao để chúng ta có nó? Câu hỏi này là một trong những câu hỏi mà đại lý cũng rất là hay hỏi mình luôn á. Đại lý hỏi là bây giờ là ra kinh doanh là cái điều nào là cái điều quan trọng nhất. Thì trong khoảng thời gian mà 5 năm mình đi làm nhân viên kinh doanh á cho các tập đoàn của nước ngoài á, với lại là bắt đầu khoảng thời gian này mình ra khởi nghiệp riêng á, thì mình thấy là kiến thức về kinh doanh nó cực kỳ quan trọng. Trước đó thì mình cũng đã đi học một số lớp ở những nơi khác nhau, nhưng mà lúc đó mình học á, mình rất là mong muốn là tìm kiếm một nơi nào đó chỉ cho mình là bây giờ là khởi nghiệp làm gì. Như chẳng hạn ví dụ là khởi nghiệp là phải chọn sản phẩm làm sao, rồi phải marketing như thế nào, rồi phải làm thương hiệu là cái tên thương hiệu nó phải làm sao cho nó hợp lý, rồi chọn cái màu như thế nào, rồi nó phải còn rất là nhiều cái, rồi đàm phán như thế nào, bán hàng như thế nào, phải có những cái quy trình như thế nào. Thì mình bản thân mình trải nghiệm mình thấy thôi, kiến thức kinh doanh là một trong những cái cực kỳ quan trọng. Và cái điều quan trọng nữa là khi mà chúng ta lựa chọn cái nơi mà chúng ta để học về kiến thức kinh doanh á, thì chúng ta nên chọn những nơi uy tín và những nơi lớn và những nơi đã có gọi là bề dày lịch sử á. Và như chẳng hạn bản thân mình khi mà mình đi lựa chọn cái nơi học kinh doanh á, thì mình chọn những cái nơi mà mình coi cái giống như là coi người thầy đó, người ta dạy ra mấy cái người học viên á, coi những người học viên đó có thành tích gì không, nghĩa là làm lên công ty gì không, rồi có thành tựu gì không, thì lúc đó mình mới đi học. Và mình đi học bên Vietjetlink là cũng vì cái lý do đó, và mình cảm giác là Vietjetlink gần như là đủ hết, giống như là marketing làm như thế nào. Rồi hồi trước á, mình tại vì dân là dân nông nghiệp mà không biết Facebook bán hàng sao luôn á, nhưng mà giờ mình không chạy Facebook nhưng mà mình vẫn bán hàng phà phà, rồi biết cái cách làm web luôn, rồi biết cái cách làm YouTube như thế nào luôn, và hầu như là một nơi rất là đáng để học kinh doanh. Bạn có kể là cái cơ duyên nào bạn biết đến Vietjetlink? Cũng may mắn là mình cũng lúc đó mình cũng gặp một số bạn á, tại vì mình đi học mà trước đó mình đi học cũng khá là nhiều khóa khác nhau, thì có một cái ngõ ở Sài Gòn này nè, khi mà đi học những lớp kinh doanh hầu như là cũng có nhóm người đó đi học rồi, chứ không có mở rộng ra, thì hầu như ai đi học cái chỗ nào hay đó là về mọi người đều hay chia sẻ. Và cũng có thấy một số anh chị như là chỗ anh Toản nè, thấy anh Toản hồi trước cũng học với mình trong một cái khóa khác nữa, hay là chỗ bạn Nhật nè cũng đi học với mình trong một khóa khác nữa, thì hai bạn đó nhảy qua đây học, rồi xong có một số anh chị nó cũng nhảy qua bên Vietjetlink học. Thì bản thân mình khi nói tới Vietjetlink hầu như là một cái nó quá mới đi, nhưng mà mình thấy là các bạn nó trưởng thành, có kết quả, như chẳng hạn là như bạn Nhật Nóng Linh Chi á, bạn có kết quả rõ ràng luôn và bạn đi lên từ từ được, hay là như chỗ bên chỗ anh Toản về anh Văn cũng vậy, là có kết quả thực tế luôn. Và lúc đó mình mới bắt đầu tìm hiểu về Vietjetlink. Và sau mình nhớ là tháng 12 năm 2016 là mình đi học cái lớp đầu tiên. Và sau đó mình học cái lớp đầu tiên và mình thấy cái người dạy ở Vietjetlink là một trong cái người mà thật sự ra là mình đi học có nhiều khi là không phải vì giống như là chỗ đó ít tiền hay nhiều tiền, mà quan trọng là chỗ đó mang lại cái giá trị gì. Khi mà mình comment trên Facebook của thầy Nguyễn Thái Duy á, thì cái ngộ ngác là thầy comment lại luôn mới ghê chứ. Chứ một số thấy ở đây không, mình không phải nói, nhưng mà một số người á, khi mà dạy về kinh doanh á, thì nhiều khi comment họ không comment lại luôn đó. Nhưng mà khi mà thấy cái cách chia sẻ và cái cách mà các bạn đi nó rất là ok và có những cái kết quả thực tế luôn, và sau đó thì mình chọn mình đi học bên Vietjetlink vào tháng 3 năm 2017 vừa rồi, tới nay là tháng 11 là được 8 tháng. Của bạn thì chắc là liên quan với phụ nữ và các bà mẹ bỉm sữa nhiều. Dạ. Vậy thì hiện tại nó có chị em này đi làm cơ quan, nói chung mà chị em mà bước ra kinh doanh riêng thì nó hơi khó hơn. Đang làm cơ quan rồi muốn làm thêm thu nhập kiếm tiền, các bà mẹ bỉm sữa ở nhà sinh con rồi muốn làm thêm kiếm tiền, thì bây giờ nếu mà nói cho những cái bạn đó cái cách kinh doanh làm sao liên hệ với bạn, thì bạn có chia sẻ cái điều gì và tại sao họ cần phải làm việc để kiếm tiền thêm? Thật sự ra thì khi mình làm được khoảng 8 tháng thì mình thấy một cái vấn đề thế này, hầu như ai cũng muốn kiếm thêm một cái khoản thu nhập gì đó, ai cũng muốn thêm chứ không muốn bớt. Thì đối với mình hiện tại là ngay cả hệ thống bên mình là toàn những người đi làm không à, không có ai nghỉ việc, mình nói thẳng là vậy, không ai nghỉ việc luôn. Nhưng mà khi mà những người văn phòng nè, rồi giáo viên cũng có nè, rồi bà mẹ bỉm sữa cũng có nè, rồi cả công nhân nữa,
Nhưng mà khi mà họ làm việc với mình á, thì mình hay nói là cái điều đầu tiên của một người ra làm kinh doanh đó là phải kiên trì. Kiên trì đã rồi cái việc đó tính sau, nghĩa là bạn phải kiên trì, bạn phải làm một cái việc theo một cái lộ trình mà bên, như chẳng hạn là bên mình là Hiroshi á, mình hướng dẫn theo một cái lộ trình. Nếu như bên mình đó là có quy trình là 90 ngày, nếu như bạn nào đi được 90 ngày thì sau 90 ngày đó là cơ bản bạn đã biết bán hàng được rồi. Và nó sẽ giúp cho bạn kiếm thêm một tháng khoảng 3 đến 4 triệu, hay là có thể là nếu như bạn nào làm tốt một tháng có thể làm kiếm thêm 5 triệu là chuyện rất là bình thường. Và có một cái hay là hầu như là mình có một cái đại lý ở dưới Biên Hòa Đồng Nai là chị Thu. Chị này là một bà mẹ bỉm sữa, mà đến nỗi là không biết là clip này chồng chị có coi không, nhưng mà câu chuyện của chị là thế này, là khi mà chị mà liên hệ với mình đó là chị ở nhà chị trông con, và chị lúc đó chị đặt vấn đề là con chị là cái vấn đề quan tâm đầu tiên. Mà hầu như là giống như là kiểu là mấy bà mẹ bỉm sữa hay kiểu là bị phụ thuộc vào chồng á, và rất là mong muốn kiếm thêm. Nhưng mà chị lúc đó là cũng mới đầu là cũng chia sẻ, cũng nói chuyện qua lại thì mình mới thấy được cái vấn đề như vậy. Và sau đó thì chị đó làm việc với mình là tới nay là khoảng tháng thứ tư rồi, và bây giờ mình nói là nhiều khi mình, chị đó bán hàng nhiều khi tốt hơn mình luôn á. Và tại vì chị đi theo được một cái lộ trình, và mình khi mình học bên quay lại vấn đề về kinh doanh, là khi mình học bên business mình thấy một cái rất là hay ở cái chỗ là có được quy trình. Có nghĩa là giống như là bạn vô bạn làm theo bước A, bước B, bước C, bước D thì chắc chắn nó ra kết quả, còn bạn không làm theo bước đó nó không ra kết quả là chuyện bình thường. Và hầu như khi mình học xong mình về ứng dụng cho đại lý của mình và nó kết quả luôn. Và hiện tại thì mình đã hầu như là 6 tỉnh miền Đông mình đã có đại lý phủ rồi. Đó là một trong những cái điều mà mình rất là may mắn. Rất là tuyệt vời, quá tuyệt vời. Rất nhiều bạn ở độ tuổi em, độ tuổi em là cái độ tuổi gọi là chín mùi, muốn ra khởi nghiệp, tức là ngồi đi làm công mấy năm chán lắm rồi, rồi cứ nhùng nhằng nhằng muốn ra thì không dám ra, ở lại công ty thì chán lắm rồi, và họ y như người vô hồn vậy á, làm tới ngày nào hai ngày đó. Vậy thì với cái sự bứt phá của em, cái việc em đi một đoạn, đặc biệt là em có cái thương hiệu riêng, cái đi ra kinh doanh mà có thương hiệu riêng là nó khác biệt lắm đó các bạn ạ. Vậy thì em chia sẻ cho những bạn đó, chắc chắn là những bạn đó xem cái đoạn clip của em, bạn đó sẽ tò mò, bạn đó sẽ học rất là nhiều. Vậy thì có một cái điều chia sẻ cho những cái bạn đó thì em chia sẻ cái điều gì? Đặc biệt á, trong cái cuộc sống ngày hôm nay á, thì ai cũng cần một cái giá, cần hai giá trị. Cái thứ nhất là giá trị về vật chất, cái thứ hai là giá trị về tinh thần. Thì nếu như á mà chúng ta nói chúng ta không đủ về vật chất á, thì chúng ta cũng rất là khó mà đủ về tinh thần được. Và chúng ta phải bổ sung hai cái này. Và khi mà ra kinh doanh á, khi mà giống như là các bạn làm công, bản thân mình cũng đi làm, ở đây mình không phân biệt là làm công hay là không làm công, nhưng mà mình thấy thế này, khi mình đi làm á thì mình cứ suy nghĩ là bây giờ mình làm nè, rồi xong rồi tới khoảng năm 40 tuổi nè, 50 tuổi mình cũng đi làm vậy nữa sao, rồi sức đâu mà mình chạy nữa. Đó, lúc đó mình làm sale mình chạy rất là nhiều, và lúc đó mình mong muốn khao khát là ra làm một cái gì đó. Cái quan trọng khi mà chúng ta có suy nghĩ, khi mà chúng ta đã suy nghĩ chúng ta ra làm một cái gì đó, thì chúng ta nên liên hệ với lại những người mà người ta đã trải qua được cái giai đoạn đó rồi á, để người ta hướng dẫn lại cho mình. Chứ đừng bao giờ mà giống như là khi các bạn có một cái, giống như một số bạn đại lý bên mình cũng vậy, khi mà đang rất là hào hứng để bán sản phẩm bên mình, xong về hỏi người thân kêu ba ơi bán cái sản phẩm này được không, má ơi bán sản phẩm này được không, nhưng mà nhiều khi các bạn không hỏi những người gọi là chuyên gia liên quan cái sản phẩm đó, thì nên là hầu như là những người không chuyên gia thì người ta sẽ khoan ngang thôi. Và cái cách tốt nhất là chúng ta muốn ra kinh doanh hay là chúng ta muốn kiếm thêm thu nhập, thì chúng ta nên gặp những người nào người ta đã từng trải qua những cái giai đoạn đó, và nó phải thật sự có kết quả, thì lúc đó chúng ta hãy tìm những người đó, và chúng ta học những người đó, và chúng ta cứ đi theo dần dần từ từ. Và cái quan trọng mình nhắc lại đó là sự kiên trì. Ai cũng muốn vươn ra, nhưng mà có bạn sẽ kiên trì và có bạn không kiên trì. Ai kiên trì được người đó chiến thắng. Ở đây mình nói bên ngay cả hệ thống đại lý của mình á, có những người vô rất là giỏi, có những người vô gọi là bằng này, nghĩa là bác sĩ này nọ kia luôn á, bác sĩ mà da liễu mà vô bán mỹ phẩm là nhiều người nói là bán hết ý, nhưng mà những người bác sĩ da liễu là vô không bán được. Mà những người làm cái công việc đơn giản là người ta làm công nhân trong nhà máy thôi, mà người ta bán hàng phải nói là kinh hồn luôn. Và cái cuối cùng quan trọng là phải đi theo một cái lộ trình. Và nếu như mà bạn thật sự mong muốn kiếm thêm thu nhập hay là làm một cái gì đó, thì các bạn hãy liên hệ với lại những người đã từng trải qua những cái giai đoạn kinh doanh và họ đã có những kết quả thật sự đó. Rất là tuyệt vời. Chúng ta có một khoảng thời gian, các bạn thấy là chúng ta tới gần 30 phút để trao đổi với bạn Quân về
những cái công việc mà bạn đã chia sẻ. Nếu bạn muốn làm đại lý, bạn muốn học hỏi thêm từ bạn Quân thì các bạn review lại, các bạn thấy không ạ? Các bạn thấy có số điện thoại rồi, có website rồi, các bạn liên hệ, các bạn sẽ nói chuyện thêm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký ở dưới đoạn YouTube và chúng ta sẽ còn gặp thêm với nhau nữa. Chào các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong một thời gian gần nhất. Vâng.